Táo bón thường xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến hơn ở những người trên 65 tuổi với tỷ lệ là 30-40%. Phụ nữ có tỷ lệ bị táo bón cao gấp 3 lần so với nam giới. Táo bón cũng từng xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Theo tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiền, giám đốc trung tâm phẫu thuật nội soi, trường khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Táo bón là tình trạng đi tiêu phân khô cứng, buồn đi đại tiện mà không đi được, phải giận mạnh. Hoặc có thể khoảng cách hai lần đi đại tiện xa nhau trên 3 ngày mới đi đại tiện, hoặc đại tiện ít hơn 3 lần trong một tuần. Nguyên nhân chính gây ra táo bón chức năng là do chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu nước, thiếu chất xơ, ít vận động, mất phản xạ đại tiện. Có thể xuất phát từ một số lý do, thường xuyên nhịn đại tiện, stress tâm lý. Ở mỗi lứa tuổi nó đều có những cái khác nhau. Ví dụ ở tuổi thanh niên, rõ ràng cái hệ tiêu hóa bản chất rất khỏe. Ở giai đoạn mà mọi hoạt động người ta cần năng lượng nhiều nhất, rồi thì cái hệ tiêu hóa hoạt động chuyên chu nhất, thì phần lớn nó chỉ có những cái rối loạn nhẹ thông thường liên quan tới cái chế độ ăn của chúng ta. Ví dụ này, ở tuổi thanh niên chúng ta thường ăn rất nhiều, và thức ăn nếu mà chúng ta không đảm bảo, chúng ta sẽ có những rối loạn do quá trình thức ăn, do chúng ta uống, do chúng ta sinh hoạt không điều độ, do chúng ta sử dụng các cái chất kích thích như rượu, thuốc lá, vân vân. Thì cái việc điều chỉnh hành vi, điều chỉnh chế độ ăn, điều chỉnh công thức ăn, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề đó. Thế tuy nhiên thì đối với lại người già thì lại câu chuyện nó hoàn toàn khác. Lúc này hệ thống tiêu hóa nó đã giảm bài tiết các cái chất, ví dụ dịch của đường tiêu hóa nó sẽ kém đi, niêm mạc ruột nó cũng kém đi, men tiêu hóa trong hệ thống tiêu hóa chúng ta nó cũng kém đi, thức ăn không được tiêu hóa hết, nhu động thì chậm đi. Tóm lại nó sẽ gây nên cái tình trạng kém cả hấp thu, kém cả quá trình đào thải. Thì lúc này chúng ta lại cần phải có cái tham vấn đối với người bệnh về chế độ ăn, về chế độ tập luyện phục hồi chức năng, rồi thì trong một số trường hợp chúng ta cần phải thêm một số loại thuốc để giúp giải quyết cái vấn đề chức năng bị suy giảm. Người bị táo bón sẽ gặp phải tình trạng đi đại tiện khó khăn, nhiều ngày mới đi được một lần, mỗi lần đại tiện phải giận nhiều. Điều này không chỉ gây mệt mỏi, ảnh hưởng tới sinh hoạt, táo bón còn là nguyên nhân quan trọng dẫn tới bệnh trí, nứt kẽ hậu môn, xa trực tràng, thậm chí là ung thư trực tràng. Về nguyên tắc điều trị, bệnh táo bón cần được chẩn đoán rõ nguyên nhân trước khi điều trị. Do vậy, khi có triệu chứng táo bón, người bệnh cần phải tới khám bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân, có biện pháp điều trị phù hợp. Đối với người táo bón chức năng, người bệnh cần phải có một chế độ ăn uống cân đối, cung cấp đủ nước, vận động thường xuyên. Ngoài ra, cần tập thói quen đại tiện hàng ngày theo một khung giờ nhất định. Đồng thời, loại bỏ các đồ ăn, thuốc, yếu tố tâm lý gây táo bón. Chế độ ăn uống đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị táo bón. Một chế độ ăn uống khoa học, hợp lý có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Theo tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiền, người bị táo bón cũng cần phải duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, tăng cường rau xanh, trái cây, uống đủ nước. Tránh ăn những loại thực phẩm có thể khiến tình trạng táo bón trầm trọng thêm. Ví dụ, rõ ràng việc táo bón nó liên quan rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là đối với chế độ ăn. Để chúng ta, cơ thể chúng ta, mọi thứ nó được bài tiết một cách hoàn toàn tốt, thì đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo đủ nước. Thông thường, tất nhiên nước mùa đông và mùa hè nó có thể chút ít khác nhau do việc mất qua mồ hôi nó khác nhau. Nhưng thông thường người ta sẽ phải đảm bảo ít nhất từ 2 lít đến 2 lít rưỡi uống hàng ngày để đảm bảo cho chúng ta, toàn bộ cơ thể chúng ta có đủ lượng nước. Cái thứ hai là trong cái chế độ ăn, rõ ràng những cái thức ăn mà nó dễ tiêu nó sẽ giúp cho chúng ta không bị đầy bụng. Thứ ba là trong quá trình ăn đấy thì chúng ta vẫn cần một số loại chất xơ để giúp cho cái việc làm sạch đường tiêu hóa và các cái bã được kết vón lại. Thì việc chúng ta ăn rau, ăn các cái loại xơ tiêu vân vân rất là quan trọng. Rồi điểm nữa là chúng ta cần có cái thói quen đi vệ sinh đúng giờ, nó sẽ giúp cho chúng ta tạo một cái phản xạ, và bản thân hệ tiêu hóa nó cũng sẽ phản xạ, nó có sự thông minh của nó để nó giải quyết vấn đề đấy. Ngoài ra thì các yếu tố khác, ví dụ như là liên quan đến thần kinh, giảm các cái lo âu, các stress,
rồi giảm các yếu tố độc hại như rượu, thuốc lá thì sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa chúng ta nó hoạt động tốt hơn và kéo dài cái tuổi thọ của nó hơn. Thì đấy là những cái chúng ta có thể tự thay đổi được. Ngoài ra khi nó đã quá quá ảnh hưởng thì chúng ta có thể phải đi thăm khám ở các cơ sở y tế để đánh giá. Có thể có những người táo bón do cái hội chứng tắc nghẽn của đường tiêu hóa, rồi do các cái bệnh lý khác như là trĩ, như là các bệnh lý Crohn vân vân, thì cũng là những bệnh lý thì góp phần gây nên cái tình trạng táo bón. Như vậy táo bón nó chỉ là một cái biểu hiện về mặt chức năng trong muôn vàn các cái triệu chứng. Tiến sĩ bác sĩ Dương Trọng Hiền lưu ý, những người hay bị táo bón nên hạn chế các loại thức ăn nhanh, đồ chiên rán hoặc chế biến sẵn do chúng có ít chất xơ, nhiều chất béo, chất bảo quản không tốt cho hệ tiêu hóa. Hạn chế ăn đồ ngọt với nhiều đường bổ sung vì đồ ăn này không có lợi cho triệu chứng táo bón. Người bị táo bón cũng không nên ăn nhiều loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột tinh chế như bột mì trắng, gạo sắt trắng sẽ gây đầy bụng, nên thay bằng gạo lứt hoặc các loại khoai củ như khoai lang, khoai sọ, ngô. Khi bị táo bón, cần kiêng các loại đồ uống có cồn, chất kích thích. Những đồ uống này có thể khiến hút nước rất nhanh trong thành ruột, làm trầm trọng thêm bệnh táo bón. Ngoài ra, người có vấn đề về tiêu hóa cũng nên ăn thêm sữa chua, là thực phẩm hỗ trợ trị táo bón rất hiệu quả. Trong sữa chua có rất nhiều vi sinh vật, được gọi là probiotic, còn được gọi là lợi khuẩn, hỗ trợ phân giải thức ăn, làm mềm phân và hạn chế chứng đầy bụng, khó tiêu.